Rồi xin mình chào bạn cho mọi người nha. Hôm nay thì mình mời mọi người cùng xem một cặp máy, một cây thì máy cắt hạ thùng, còn một cây là Guta dòng siêu xe nha mọi người, siêu size nha mọi người. Con này 59 hay là 6970 gì đó để là tới rồi mình coi đây là con gì nha. Rồi con này 6970. Đây 6970 nha mọi người. Guta mang cái bánh cao siêu khủng. Rồi đây là cái con bánh xích. Bánh xích con này được mấy các hạ thùng Guta mà của cơ khí Quốc Dũng. Đây cho mọi người xem là cái xưởng của Quốc Dũng nha. Đó. Dàn này so đôi. Chạy xe đầu giạc luôn. Bánh xích rồi cũng chạy xe đầu giạc luôn nha mọi người. Ủa chạy ra trời. Mới chạy có nhiêu nó ra rồi, con ra đi ra cái lọc qua cũng mới không biết. Bùng. Quá trời cái nó quên nó quay rồi, rồi vô sớm quá rồi đó. Ồ, qua chạy trứng nè các bạn. Con này so đôi. Cái dàn sới này so đôi nha. Chạy thấy ham không? Vô cái khuôn chút xíu á, khuôn này tầm khoảng có gốc tự đất vậy. Đó. Quay trở lại với con 6970. Con này đang chạy đất nhì luôn nha mọi người. Tốc độ á, chạy có đất nhì tốc độ thiệt á. Lông lá là còn đầy đủ nguyên hiện luôn, từ là màu cam á, màu cam mà màu rất là sáng. Rồi qua coi anh bánh xích luôn đó, đó anh đóng, anh đóng ử chứ. Trà sư á, mình không biết ở xã nào nhưng trà sư biết là chỗ là cái trà sư thôi, biên An Giang. Chàng này tầm khoảng từ 22 đến 24 á, 24 luôn á. Chàng tôi bạn cả chừng gốc đất chạy 3-4 lam là hết trơn. Rồi tên khác có bờ luôn. Hai cây này là một cặp chạy cùng nữa nha mọi người. Có gì hỗ trợ nhau dễ. Ông này thì ông lớn mà chạy đồng, nói chung đồng bằng á, nó không lúng gì đỡ à. Đất lúng thì hơi đuối cho mình. Nếu mà các bạn đi cùng thì chuyện đó là chuyện nhỏ. Nó giống nào nhỏ chưa. Đó. Có chút xíu à, quậy bên cạnh này. Đó, rồi giờ tới à. Ôi trời. Wow, trời. Đây là tiếng bồ dữ dội luôn nha mọi người. Đặc trưng của cái đầu của Guta nè, đó mọi người thấy không, đầu Guta. Xây đầu cũng hơi khó khăn vì cái khuôn nó nhỏ. Rồi lam này nữa rồi xích tắt góc tắt à. Chạy à, quá dữ. Hai cây cái này đua tài.
này. Trời ơi. Này gai cũng gai, gai to to bánh lớn này là trước giờ thì mình gặp là đi chạy cặp thì gọi là cặp máy cày lẫn nhau, còn cái này thì lại là một cặp khác hệ. Máy cày Kubota với là cải tiến bích xích. Đó. Đó là độc luôn nha. Rồi, tài xế nghe điện thoại. Cái này chạy là liên tục, cái cánh đồng này là đang làm nha mọi người. Mới bắt đầu là mở vụ làm thôi. Đó, kìa không bánh xích không chạy kìa. Mã không chạy kìa, không chạy lùa nước luôn á. Đó, đó. Đọc cho. Sửa tiện quân chủng mà hôm nay ở đâu mình có không dành nha. Rồi mọi người khỏi hỏi mình đi. Chừng nào mà cái xưởng người ta nhờ mình đến mà quay giới thiệu thì lúc đó là mình mới biết đó là cái xưởng ở đâu nha. Bây giờ mình chỉ nói là cái tên thôi, mình biết cái tên cho mọi người tham khảo. Đó là của mà quân chủng sáng chế á. Sau 9-7-10 này cái sọ bành trướng luôn nha. Cái này sọ chế. Cái này của ai đây của mình cũng không rành, không bảo tiền hay là của ai đó không biết nữa. Cái sọ nào cột tù nụ nè. Thì bây giờ là mấy cái dòng mà dàn sọ chế á, là mình thấy đa số là cái sọ vuông vuông nó bự bự đó không à. Nó là bây giờ là rất là nhiều cơ sở làm chế cũng như giống nhau không, mà cho nên bây giờ mình không có nhìn ra được đây là đó là cái dàn của ai sắp. Đó, hai con cùng chạy kìa. Đây. Chạy lùa nước. Thấy ham không? Quá xa chạy rồi. Cái này là chạy hai tác làm liên tục luôn đó. Quánh xong tới nhất là quay lại là lùa quốc tất nhì luôn. Mà thấy hai cây này quậy như cháo luôn ha. Này là máy lớn rồi à. Máy lớn cho nên nó chạy tới lùa. Đó này ra chụp cháo luôn, quậy này quậy cháo như là ở đáy địa vậy đó. Mà nó nạo ngay đất ở đây là đất xám nha, đất xám dẻo dẻo á. Như nó cứng như trời. Cho nên nó là chạy này là không có lúng nha. Nói chung là bên máy cũng tùy theo đồng nha mọi người. Thấy mình thấy rồi, mình đi nhiều đồng rồi. Có đồng thì máy nhỏ nhỏ gọn gọn không à. Rồi có đồng thì máy khủng, máy bành bành như thế này nè. Thì mấy anh em ngày máy là nói chung là ai thích cái gì thì chơi cái đó. Mà nhiều khi cũng có một số anh mà khiếm nhá một chút rồi vô cái bình luận nói chê vô máy chạy bằng cái máy lớn phá đất banh đất hết. Người ta chạy được thì đó là chuyện của người ta, mà mình vô mình mà mình chê khen là thấy là mình sai chất quốc rồi. Người ta làm được thì đó là cái chuyện của người ta đó. Mình nói gì là đúng không mọi người? Cho nên đó là thôi thì ai thích gì thì chơi đấy, thì đó là xã hội mà chín người 10 ý. Người ta thích cái dòng máy lớn á, người ta chạy để chi, người ta chạy mướn thì ta làm cho lời đất ấy, là lời theo cái thời gian thôi, chạy cho nó nhanh. Còn mà mấy con nó vô chạy biết chừng nào mới gọi đó. Nó là như vậy đó. Coi hai cây đua tài nè. Nè, coi hai cây đua tài nè. Đó, cây bên kia thì ra khói nè. Đắt lúng hơi cho nên nó là bánh hơi là bánh thùng á. Nó nặng hơn bánh xích nha. Bánh xích thì chạy rất là phao. Bánh xích chạy là lúc nào cũng nghe cái tiếng nó có ngọt ngọt à. Còn mà chiếc bánh hơi nè, khi chạy ngọt mà khi mà xì khói do là mấy chỗ đó là mấy cái lỗ lúng. Còn bánh xích thì lúc hơi nó nhầm gì chạy thấy ngọt xanh nè. Cái miếng ruộng này là hình như là mình thấy là dư nước dữ, chạy quậy nãy giờ mà không có thấy mình cục đất mình chọi lên nha mọi người.
nước lựu hiệu. Cái này nhờ máy lớn nha, nhờ máy lớn nó chạy rồi mới có lụt lên đất đó, chứ còn mà máy nhỏ nhỏ là gặp nước này là chạy thôi rồi à. Dàn sới trên mặt nước không đó, chạy lùa nước là thua quá dữ. Đo 10 điểm anh tài xế chạy con 69 70. Máy này là dạng quýt nha, có thấy cái ủ đầu luôn á, làm đầu luôn á. Xe này là nhìn là biết quýt rồi. Xe này cắt tắt nha, hiện bây giờ đó là hàng cũ như sang tay như thế này là trên 200 250 luôn đó nha mọi người. Mất tiền quá quýt. Còn hai bánh xích đến đây kết thúc luôn mọi người. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Có gì mình nói sai sót trong cái video của mình thì mong mọi người thông cảm bỏ qua cho mình. Và ai mà yêu mến kênh mình thì xin hãy cho mình một like nha, để tăng cái độ tương tác của cái kênh. Rồi mình cũng xin cảm ơn mọi người luôn. Đó, ai thấy chạy rồi đó, nó chạy rồi, quá xa rồi, quá dữ rồi. Dàn chân đây là hoàn toàn là của cái con máy cắt á, hạ thùng. Quá trời con tới rồi. Ừ cho ăn thôi, nó lố tay cái anh ừ.